Thưa quý vị, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, nhưng hiện nay, nút thắt về giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án đầu tư công chưa được tháo gỡ triệt để, khiến tiến độ giải ngân vốn của Đà Nẵng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Chậm giải tỏa, kéo theo đó tiến độ thi công xây lớp cũng chậm theo. Dự án tuyến đường DT601 là một ví dụ như thế. Được khởi công vào tháng 5 năm 2020, đến nay thì dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường DT601 đã được gia hạn đến lần thứ hai. Tuy nhiên thì hiện nay dự án vẫn đang còn ngổn ngang, vẫn chưa thể hoàn thành được. Nguyên nhân chính là do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đến nay do bàn giao mặt bằng theo kiểu da bèo, nên việc thi công dự án tuyến đường DT601 vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay đoạn tuyến qua xã Hòa Sơn còn vướng một hồ sơ, qua xã Hòa Bắc còn hai hồ sơ, đoạn tuyến qua xã Hòa Liên còn vướng nhiều hồ sơ nhất. Về phía Hòa Liên thì riêng 40 cái trường hợp mà cái đoạn chính tuyến màu già thì mới phát sinh, cho nên là hội đồng cũng đang tiếp tục tiếp dân. Thì còn lại cái đoạn tuyến thì hiện tại còn 3 hồ sơ. Tuy nhiên là 3 hồ sơ này nó lại vướng một cái nút thắt ngay vị trí mà thông cái thoát nước. Riêng đoạn chỉnh tuyến và giãn vệt 50m tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành hiện đang là nút thắt khiến việc thi công cầm chừng, trong khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến mùa mưa. Cái vị trí ở chỗ nút Nguyễn Tất Thành ấy, thì cái mặt bằng trước đây là cái thuộc cái dự án của vạch 50 Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên là cái quá trình mà triển khai cái công tác giải phóng mặt bằng ở cái dự án này thì kéo dài quá lâu, cho nên là cái chính sách nó thay đổi nhiều ấy. Thì hiện tại thì các hộ dân nó được là có một phần đất là thuộc cái dự án nằm trong cái ranh giới cái xây dựng cái tuyến 601, thì người ta lại về do chính sách nó thay đổi quá nhiều, cho nên là cũng chưa có thống nhất để bàn giao mặt bằng. Hơn 3 năm sau khi khởi động, đến nay tiến độ dự án đường DT601 mới đạt 65% khối lượng. Việc giải phóng mặt bằng kéo dài quá lâu, không chỉ làm tăng tổng mức đầu tư dự án mà còn kéo dài thời gian thực hiện, nên phải điều chỉnh dự án cho phù hợp. Một khi nút thắt về mặt bằng vẫn chưa được quyết liệt tháo gỡ, thì tuyến đường này chưa biết bao giờ mới xong.